Ngày hôm nay 17 tháng 1, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã bắt được nghi phạm lái xe ô tô lao thẳng vào nhóm 5 người ngồi trên vỉa hè tại thành phố Hạ Long sau gần một ngày lẩn trốn. Theo đó, nghi phạm trong vụ việc được xác định là Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1980, trú phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1, Nguyễn Văn Tuấn lái xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát 14A29959 lao thẳng vào nhóm 5 người đang ngồi đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè. Cú tông mạnh khiến các nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tranh chấp chỗ đỗ taxi nên Nguyễn Văn Tuấn đã lái xe ô tô lao thẳng vào nhóm người nói trên. Sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm Tuấn đã để lại xe ô tô rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm Tuấn khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hạ Long. Hiện Công an thành phố Hạ Long đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.